Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 1. Đôi lời bày tỏ. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, pháp hội niệm Phật A Di Đà do pháp sư Thích Giác Nhàn trụ trì. Pháp sư nhiều năm theo học Tịnh độ với đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không qua kinh sách và băng đĩa. Một số bài thuyết pháp của Hòa Thượng được biên tập thành sách. Những cuốn sách này là hành trang quý báu đối với hành giả Tịnh độ trên đường về Tây Phương Cực Lạc. Với lòng kính tin, chân thật, vâng lời và làm theo của pháp sư Thích Giác Nhàn đối với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, năm 2007, pháp sư Thích Giác Nhàn đã vâng lời tu theo đường hướng chỉ dạy của đại lão Hòa Thượng Tịnh Không. Đến năm 2010, pháp sư Thích Giác Nhàn đã được đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài đã chỉ dạy một môn thâm nhập trường thời huân tu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Pháp sư đã vâng lời hành theo đến nay đã được 7 năm, và lại một lần nữa vào tháng 4 năm 2014, pháp sư đã đến Hồng Kông để đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không. Cảm nhận những lời dạy của ngài là kim chỉ nam trên lộ trình tìm về quê hương Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy, hôm nay theo sự chỉ dạy của pháp sư Thích Giác Nhàn, cho phép nhuận chánh được đọc những cuốn sách của ngài. Đây là nhân duyên và phước báo rất lớn đối với nhuận chánh. Vậy kính mong những hành giả Tịnh độ hữu duyên được gặp những sách nói của Hòa Thượng Tịnh Không, phát Bồ Đề tâm, chân thật lắng nghe và thật làm theo, thì có hữu ích rất lớn trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2014. Nhuận chánh con xin đọc cuốn sách Phương pháp tu học, lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Đây là tập sách trích lục từ những tinh hoa trong bộ Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa và A Di Đà sớ sao diễn nghĩa. Tập sách này là những lời hay ý đẹp của lão pháp sư Tịnh Không, giúp cho hành giả Tịnh độ có thêm tư lương trên đường về Tây Phương Cực Lạc. Kính mời chư vị liên hữu lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe. A Di Đà Phật. Lời nói đầu, cương lĩnh của pháp môn Tịnh độ. Một vị bổn tôn A Di Đà Phật, một vị lão sư pháp sư Tịnh Không, một bộ kinh điển Kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, một mục tiêu và một phương hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, phát Bồ Đề tâm, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật. Bí quyết thành công là thành thật nghe lời, thật làm, y giáo phụng hành. Mọi người cố gắng nghe kinh, niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ, quy y Tam Bảo, là một học trò tốt, một đệ tử tốt của Tam Bảo. Đem tâm thanh tịnh lại, không nên phan duyên. Nếu có thời gian thì nghe kinh nhiều, y giáo phụng hành. Đạo sư Tịnh Không nói, thành thật nghe lời, thật làm, thì không có người nào mà không thành tựu. Hãy ghi nhớ bài kệ sau đây mà tiến tu. Nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, hiện pháp thân chân thật. Nhiều người cứ nghĩ rằng, bây giờ tôi còn nhiều chuyện thế gian phải làm, đợi tôi già rồi hãy học Phật. Sợ nhất là chưa già đã tới,
báo danh ở chỗ Diêm Vương đó. Coi như nếu không đi báo danh ở chỗ Diêm Vương thì già có cái khổ của người già, còn có tinh thần đâu mà học Phật chứ. Phải nhân lúc còn trẻ, tinh thần còn tốt, còn sức khỏe mà mau mau tu hành mới có thể mở mang trí huệ lớn, tu phước báo lớn. Đối với Phật giáo trên toàn thế giới hiện thời, tôi nghĩ nếu nói đại lược, tối thiểu có 6 hình thức khác nhau mà chúng ta phải biết. Loại thứ nhất là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, lão nhân gia suốt đời làm thầy. Nói theo cách bây giờ, Ngài là một nhà giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên. Ngài mang thân phận là một người có nghĩa vụ làm công tác giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên, không nhận học phí. Cuộc sống rất đơn giản, ăn một bữa ngọ, ngủ dưới gốc cây, suốt đời không xây trường học. Giảng dạy ở chỗ nào? Rừng núi, dưới cội cây, số người học chẳng ít. Vì thế, nay chúng ta nghĩ đến, thấy chẳng đơn giản. Thường tùy chúng là 1.255 người, những vị này chẳng rời khỏi Phật. Tôi nghĩ, những người tham dự khác, tối thiểu cũng bằng số này. Nói cách khác, khi Phật dạy học, tính chúng phải tới 2-3 ngàn người. Hồ ấy, đâu có máy khuếch âm, ở trong đồng trống. Nếu người ta nghe không rõ ràng lắm, có còn hứng thú theo học với Phật nữa hay chăng? Buổi tối, nghỉ dưới cội cây, gió thổi, nắng hung, mưa táp, đều chẳng ngại, thân kim càng bất hoại mà. Giữa trưa ăn một bữa, người ta cho gì thì ăn nấy, chẳng phân biệt tí nào. Đó là hạng người gì? Thân thể gì vậy? Chúng ta ngẫm lại, không có cách nào sánh bằng. Chúng ta ra ngoài đồng một đêm, hôm sau về nhà, bèn ngã bệnh, làm sao có thể sánh bằng? Chẳng phải là 1-2 ngày, mà là sống như vậy suốt 49 năm, chẳng thể khiến kẻ khác bội phục ư? Thực sự có công phu, thân lẫn tâm đều khỏe mạnh. Đây chính là Phật giáo nguyên gốc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão nhân gia suốt đời chẳng lập đạo tràng là có lý của Ngài. Bởi lẽ lập đạo tràng để có kẻ khởi ý niệm cong quẹo, làm thế nào để có đạo tràng ấy? Ngài không có đạo tràng vì biết người đời sau đối với đạo tràng sẽ có tác dụng phụ, kiến dạ chấp trước, tham cầu lệch lạc, thứ gì cũng không có. Chúng ta nên học theo điều này. Hiện nay đã biến thành tôn giáo, chúng ta chẳng thể không thừa nhận nó. Do vậy, loại thứ hai là tôn giáo Phật giáo. Quý vị thấy, loại này lấy kinh sám Phật sự, pháp hội làm chính yếu, chẳng giảng kinh dạy học, biến chất rồi. Loại thứ ba là biến thành học thuật. Trong trường đại học, ban triết học dùng kinh Phật để giảng dạy. Tôi cũng dạy mấy năm, Phật giáo biến thành học thuật, biến chất rồi. Loại thứ tư là du lịch vãng cảnh trong nước, tức là loại Phật giáo tham quan du lịch. Còn có một loại rất mới, rất hợp thời trang, là xí nghiệp Phật giáo. Nghe nói còn có cạnh tranh trên thị trường, xí nghiệp Phật giáo mà. Loại cuối cùng là tà giáo Phật giáo, đem chiếu bài Phật giáo, thật ra chẳng ăn nhập gì với Phật giáo, giống như cái gọi là Pháp Luân Công, hoàn toàn sai lầm. Như vậy là tối thiểu có 6 hình thức khác nhau. Chúng ta đang học loại nào? Phải hiểu rõ điều này. Khai thị thứ nhất. Trong hư không pháp giới, nếu như không có chư Phật Như Lai hộ trì Phật A Di Đà thì pháp môn niệm Phật thù thắng, hoàn cảnh tu học hoàn bị nhất của thế giới cực lạc cũng không có người biết đến. 48 nguyện của Phật A Di Đà toàn bộ bị tan vỡ. Ngài ngày nay
thật sự thành tựu. Quả thật mà nói, là dựa vào một nguyện này, tất cả chư Phật Như Lai đều là hộ pháp của Phật A-di-đà. Tất cả chư Phật Như Lai không có vị nào mà không tán thán Phật A-di-đà. Kinh văn phía sau, bản kinh nói rất hay: Thích Ca Mâu Ni Phật đại biểu tất cả Như Lai tán thán Phật A-di-đà là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương, tán thán đến cực điểm. Chúng ta ngày nay tu học pháp môn này làm đệ tử Di Đà, bạn nên biết là có biết bao nhiêu người đố kỵ, bao nhiêu người phá hoại, bao nhiêu người gây phiền phức. Bạn biết rồi thì không nên bận tâm, biết rồi sẽ không bị họ phá hoại nữa. Người phá hoại là những người nào vậy? Có hai loại người. Một loại là con cháu của ma, là ma tử ma tôn. Đây là ở trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết. Năm xưa khi Phật Đà còn tại thế, vua Ma Ba Tuần cũng thường hay nghe kinh thuyết pháp. Phật giảng kinh 49 năm xong, Ma Vương yêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ sớm hơn một thời gian. Nói với Phật là Ngài giảng kinh đủ nhiều rồi, được rồi, không nên giảng thêm nữa. Phật rất từ bi, gật đầu: Được, ta đồng ý. Phật đều hằng thuận chúng sanh, mà đến khải thỉnh cũng hằng thuận. Mà đối với Phật Pháp rất đố kỵ. Mà Ba Tuần nói: Ta phải nghĩ cách phá hoại Phật Pháp. Thế Tôn mỉm cười: Pháp này của ta là chánh pháp, là từ trong tâm tánh của tất cả chúng sanh lưu xuất ra, bất kỳ người nào cũng không thể phá hoại được. Mà Ba Tuần bèn nói: Đợi khi pháp vận của ông đến thời kỳ mạt pháp, ta sai ma con ma cháu của ta hãy đều xuất gia khoác áo cà sa để diệt Phật Pháp của ông. Thời kỳ chánh pháp và tượng pháp thì chúng sanh thiện căn sao dày, hay nói cách khác, họ có năng lực biện biệt chân vọng, tà chánh, nên mà không thể lợi dụng. Thời kỳ mạt pháp, căn tánh chúng sanh dần dần ngày càng kém, không có năng lực biện biệt đúng sai, không có năng lực biện biệt thiện ác, đương nhiên càng không có năng lực biện biệt thật giả. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong chẳng nói một câu nào, chỉ biết rơi lệ. Thái độ này của Phật biểu thị cái gì vậy? Thương xót cho tất cả chúng sanh vô tri thời mạt pháp, cho nên kẻ làm chướng ngại cho pháp môn này là ma con ma cháu. Chúng ta hiểu rất rõ, chúng ta gặp rồi thì nên đối với họ kính mà không gần. Anh làm sao chướng ngại được tôi? Chỉ cần tính tâm của tôi bất động thì anh đành chịu thôi. Tôi không thể mắc bẫy của anh, không bị anh gạt được. Anh đến khuyên tôi học theo pháp môn này, học theo pháp môn nọ. Pháp môn này có thần thông, pháp môn kia có cảm ứng. Hết thảy tôi đều mặc kệ, mà không thể lợi dụng được. Loại phá hoại thứ hai, đó là vô tri. Người thật sự không có thiện căn, dạng người ba phải, loại người này ở thế gian cũng không ít. Chúng ta cũng nên thương xót họ, không nên quở trách họ. Tại sao vậy? Tôi thường hay nói, nếu như truy cứu nguyên nhân, gốc rễ của nó đều là do bản thân chúng ta làm chưa tốt. Chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm của một người đệ tử, cho nên mới có những hiện tượng này xuất hiện. Xã hội đại chúng đối với Phật giáo có những sự hiểu lầm này, hiểu lầm rất sâu. Nguyên nhân gì vậy? Chúng ta không có thường xuyên giảng kinh thuyết pháp, chưa đem những nội dung chân chánh của Phật giáo nói ra để mọi người biết, cho nên người ta nói chúng ta mê tín. Chúng ta làm sao trách người ta được? Quay lại thử suy nghĩ xem, bản thân mình, bản thân chúng ta
chưa có y giáo phụng hành, chưa có thật sự làm. Người ta đối với chúng ta có biết bao nhiêu lời phê bình không tốt, lời của họ cũng không phải là sai. Cho nên, chúng ta sau khi nghe rồi, phải soi lại, phải kiểm điểm, phải thật sự nỗ lực sửa đổi lỗi lầm. Bạn thấy, Đại sư Ấn Quang cả đời tiết kiệm tích phước. Ngài là một tấm gương tốt nhất cho người hiện đại của chúng ta. Chúng ta xem thấy, ở trong truyện ký, xem thấy trong văn sao, có rất nhiều người viết có liên quan đến Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang cả đời chân thành, đối nhân sự thế tiếp vật, một chút hư ngụy cũng không có. Khi nói chuyện với người, mỗi câu nói đều chân thành, không hề nịnh người. Xem thấy bạn làm được đúng thì tán thán bạn, xem thấy bạn làm có sai lầm thì quở trách bạn, đều là giáo huấn. Đôi lúc cũng có người làm không đúng, Ngài không nói một câu nào. Đó là nguyên nhân gì? Lão Hòa Thượng có học vấn, có tu dưỡng, nói rồi bạn phải chịu sửa, nói rồi mà không chịu sửa thì không nói nữa. Vì sao vậy? Nói rồi mà bạn không chịu sửa thì nói ra là lỗi lầm, họ chính mình sai rồi. Nói rồi chịu sửa mà bạn không nói thì bạn sai rồi. Cho nên nói chuyện, những lời nào nên nói, những lời nào bạn không nên nói, nhất định phải hiểu được. Người chịu sửa cải, người chân thật tu hành, bạn không giúp cho họ thì bạn có lỗi với họ. Người không chịu sửa lỗi, không chịu tu hành, không ác nào không làm, nếu bạn nói với họ thì bạn kết oán thù với họ. Tương lai họ muốn báo thù bạn, đời đời kiếp kiếp kết oán sâu dày với bạn. Vậy thì bạn hà tất phải rước lấy sự phiền phức này? Các tổ sư đại đức có trí huệ chân thật, đáng nói thì nói, không đáng nói thì mỉm cười, không nói với bạn. Họ không có tâm thiên đệt, họ chân thật, gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên, tùy hỷ phải có trí huệ, không có trí huệ thì không thể làm được việc này. Có trí huệ chân thật, có thiện xảo, thì tùy hỷ thành tựu vô lượng, vô biên công đức. Không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều là thành tựu công đức. Không có trí huệ, không có thiện xảo, thì sự tùy thuận đó luôn luôn sẽ rước lấy họa hại rất lớn. Cho nên học Phật then chốt vẫn là phải có trí huệ. Khai thị thứ hai. Hiện tại cha mẹ không thể dạy con vì chúng không nghe, thầy giáo cũng không thể giúp vì học sinh chỉ làm ra vẻ phục tùng nhưng cũng không nghe lời. Cho nên ngày nay một thầy giáo giỏi muốn có học sinh tâm đắc, dù đi khắp thiên hạ cũng khó tìm ra được một người. Bản thân mỗi người phải nêu cao ý thức cầu học. Tôi theo lão sư Phương, đại sư Chương Gia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đều không dễ dàng. Các ngài luôn dùng tâm chân thành, từ bi để dạy bảo. Nếu hỏi về học lực, tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi tốt nghiệp sơ trung, không đọc bất cứ sách gì. Thời kỳ kháng chiến, tất cả đều chạy nạn. May gặp được những vị hào kiệt đương thời, đại đức đại trí huệ, họ chăm sóc quan tâm. Còn tôi không có năng lực gì ngoài lòng chân thành, biết nghe lời. Với hai điều kiện đơn giản như vậy nên được họ tuyển chọn. Thái độ của ba vị lão sư dạy tôi gần như nhau, đặc biệt dành thời gian để dạy riêng, không cho tôi đến trường học nghe giảng. Nếu tôi đến trường học nghe giảng thì Phương Thiên Sinh chẳng phải tiết kiệm được rất nhiều thời gian sao? Hà tất chủ nhật hàng tuần phải dạy riêng cho tôi 2 giờ đồng hồ. Đến sau này tôi vô vàn cảm kích. Ông là hộ pháp bảo hộ tôi. Ông sợ ở trường học tôi quen biết nhiều lão sư, nhiều bạn học, nghe nhiều học thuyết xen tạp,
không cần thiết, sẽ làm đầu óc rối tung. Cho nên, ông không cho phép tôi tiếp cận những giáo thọ khác, không cho phép quen biết với các bạn học. Khi tôi tiếp xúc Phật Pháp, gặp được Đại sư Chương Gia cũng vậy. Đại sư Chương Gia chỉ dạy một mình tôi vào Chủ nhật mỗi tuần, trong 2 giờ đồng hồ, ở phòng khách nhỏ của ông. 3 năm liền đều như vậy, nền tảng Phật Pháp của tôi là do Đại sư định đặt. Về sau, thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì càng nghiêm khắc hơn. Ngoài ông giảng kinh thuyết Pháp ra, ông không cho nghe bất cứ người nào giảng kinh thuyết Pháp, xem kinh Phật, xem sách vở khác, phải được sự đồng ý của ông. Không chỉ có thế, trước đó, tôi đã cùng Phương Tiên Sinh học triết học, cùng Đại sư Chương Gia học Phật 3 năm. Đến khi gặp cư sĩ Lý, ông nói không thừa nhận những gì tôi đã thế học. Bước vào cửa của ông thì phải học lại từ đầu, giới hạn cho tôi 5 năm, nhất định phải tuân thủ. Bản thân tôi không giỏi gì, chỉ thành thật nghe lời, nỗ lực học 5 năm. Tôi rất tuân thủ phương pháp này của ông. Nửa năm có lợi ích. Chính mình thiền có cảm xúc rất sâu, vọng niệm giảm. Nếu chúng ta không nghe, không thấy bất cứ thứ gì thì vọng niệm ít. Sau khi vọng niệm ít thì trí huệ phát triển, thông minh hơn lúc trước, nghe gì cũng được thông suốt, sâu sắc hơn, nhìn thứ gì cũng khác cách nhìn trước đây. Tôi rất cảm kích lão sư Lý. Ông yêu cầu 5 năm, tôi tự tăng thêm gấp đôi, tuân thủ 10 năm. Cho nên, khi giảng kinh trên giảng đài, 10 năm trước, hoàn toàn chiếu theo quy củ, 10 năm sau, thì mới muốn sao làm vậy, tất cả đều trôi chảy. Mọi người hỏi, trí huệ của ông từ đâu mà có? Từ nền tảng xây tốt, lão sư khéo bảo hộ, tôi chân thật, được gặp hiền hộ, đồng thời, chính bản thân chịu tuân thủ. Nhiều năm đến nay, tôi hoằng pháp trên thế giới, rất khổ cực, chỉ một mình, không có trợ thủ. Cho nên, mỗi lần trở về Đài Loan, tôi đều về Đài Trung thăm lão sư. Gặp ông, tôi đều nhắc ông, rồi dẫn thêm vài học trò nữa, thì tôi ở bên ngoài hoằng pháp mới có trợ thủ. Lão sư gật đầu nói, đúng, điều đó là cần thiết. Tôi nhắc ông tổng cộng hơn chục lần. Sau cùng, lão sư nói với tôi, ông tìm học trò giùm tôi đi. Nghe câu trả lời này, về sau, tôi không dám nhắc đến nữa, vì không tìm ra học trò. Tôi biết, tìm được người chịu nghe lời, thành thật phục tùng 100%, như bản thân tôi đã từng, thật sự khó vô cùng. Cho nên từ đó về sau, không bao giờ dám nhắc đến nữa. Cổ nhân nói hai câu rất hay. Thức nhân đa xứ, thị phi đa, thi sự đa thời, thiền não đa. Nghĩa là, càng biết nhiều người càng lắm chuyện, càng biết nhiều chuyện càng phiền não. Nếu không biết nhiều chuyện, không cần phải đi khắp nơi tìm nghe. Người ta đưa tin đến, bảo cho mình chuyện gì, chuyện nào không liên can đến mình, ta không thèm nghe. Biết càng ít chuyện càng tốt, quen càng ít người càng hay, không cần thiết. Vĩnh viễn giữ được cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi của chính mình. Bản thân chúng ta tu học như thế thì mới có thể ảnh hưởng người khác. Người khác thấy quý vị tu học như thế, tu tốt lắm, người ta học theo quý vị. Người ta học bao nhiêu năm, công phu không đắc lực. Vì sao công phu không đắc lực? Nếu quý vị thực sự muốn công phu đắc lực, thì cách tu là như thế. Duyên nào nên buông xuống, thì nhất định phải buông xuống. Quý vị phải nhớ kỹ, chuyện gì không nên buông xuống, dễ nên buông xuống, không có trở ngại, lý sự vô ngại, tự sự vô ngại. Dẫu cho trong một đời này, quý vị thêm một vị thiện tri thức tốt đẹp, hàng ngày nghe vị ấy giảng kinh thuyết pháp, nhưng nếu chẳng thể vãng sanh, đời sau lại luân hồi,
chẳng biết sẽ luân hồi đến tận đâu. Đời này được nghe Phật pháp, đời đời kiếp kiếp mai sau chẳng được nghe Phật pháp, tuyệt đối không phải chỉ là 10 đời chẳng được nghe Phật pháp. Đức Phật thường dạy chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trong một đời này, người học Phật, tâm thiện, hạnh thiện, nếu chẳng vãng sanh, sẽ đều sanh lên trời, tuổi thọ trên trời lâu dài. Nếu không, bèn sanh trong nhân gian, nhất định sẽ làm người đại phú đại quý. Do đời trước đã tu phước nhiều, đời này trong khi hưởng phước phú quý, người ta chẳng chịu học Phật, hưởng phước xong lại đọa trong tam ác đạo. Trong ba ác đạo là chẳng nghe nói tới Phật pháp. Quý vị nghĩ xem, đến đời nào mới có thể tiếp tục nghe Phật pháp? Chữ niệm là kim tâm, cái tâm hiện thời. Trong cái tâm hiện tại của chúng ta, quả thật là có Di Đà. Chúng ta thường gọi hệ là dính mắc. Trong tâm vương vấn, vương vấn nơi chuyện gì? Vương vấn A Di Đà Phật. Trong tâm không vương mắc chỉ khác, chỉ vương vấn A Di Đà Phật. Trong tâm quả thật có A Di Đà Phật, nên gọi là hệ niệm. Hệ niệm như thế nào mới có cảm ứng? Có cảm ứng rất rõ ràng thì gọi là nhất tâm, tức là nhất tâm hệ niệm. Nói cách khác, trong tâm trừ A Di Đà Phật ra, cái gì cũng đều chẳng có. Nhất tâm hệ niệm đó là niệm Phật chân thật. Niệm Phật chẳng phải ở cửa miệng, phải niệm trong tâm. Bởi thế cổ đức thường dạy chúng ta, chữ niệm trong niệm Phật chẳng thể thêm vào chữ khẩu. Thêm chữ khẩu vào sẽ biến thành miệng có tâm không. Không thể thêm chữ khẩu, hãy dùng chữ niệm không có một khẩu. Chữ niệm ấy cho thấy trong tâm thực sự có Phật, chẳng được niệm xuống ngoài miệng. Trong tâm quả thật có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật, cái gì cũng chẳng để vào lòng. Đó là nhất tâm hệ niệm, cảm ứng đạo giao, chẳng thể nghĩ bàn. Đúng là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Khai thị thứ ba. Vì đạo nhật tổn. Vì đạo, học đạo thì trong tâm mỗi ngày phải buông xuống, mỗi ngày trừ bỏ, bỏ đến khi chẳng còn gì để bỏ, quý vị sẽ thành tựu, sẽ thành công. Vì lẽ đó, quý vị biết chuyện càng ít càng hay. Những thứ quý vị đọc xem, nghe càng ít càng hay. Hiện thời, người học đạo chẳng dễ thành tựu là do các đồng tu học đạo biết quá nhiều chuyện. Đến các chùa miếu khắp nơi, đi khắp nơi để xem kinh điển loạn xạ, xem đến nỗi một thân toàn là khuyết điểm. Vì vậy, kinh Phật có thể cứu người mà cũng có thể hại người, hại chết quý vị mà quý vị cũng chẳng biết, oan uổng quá. Vì vậy, bị Thích Ca Mâu Ni Phật hại chết. Hỡi tôi thân cận thầy Lý, khi ấy tôi còn chưa xuất gia, tôi nói kinh Phật có thể hạ chết người. Các bạn học nghe nói chẳng phục, đến hỏi thầy, thầy gật đầu chẳng sai, kinh Phật có thể hạ chết người. Họ nghe nói sững sờ. Kinh Phật giống như thuốc, thuốc trong tiệm đều là thuốc tốt lành, đều có thể chữa bệnh, nhưng quý vị có thể uống tùy tiện hay sao? Chắc chắn là uống vô chết ngắt, không đúng chứng bệnh mà. Kinh Phật là pháp dược, có thể đoạn dứt pháp thân hệ mạng của chúng ta, nên kinh Phật chẳng thể tùy tiện xem, chẳng thể tùy tiện nghe. Khi tôi bái cụ Lý Bỉnh Nam làm thầy, thầy đặt ra 3 điều kiện. 3 điều kiện ấy là 3 điều giới luật. Điều thứ nhất, chỉ cho phép nghe cụ giảng kinh, trừ cụ ra bất luận kẻ nào giảng kinh cũng chẳng được nghe. Điều thứ hai, xem sách vật hoặc sách thông thường, nếu chẳng được cụ đồng ý, chẳng được phép xem. Điều thứ ba, càng hà khắc hơn, những gì tôi đã học trước đây, tôi đều chẳng được thừa nhận, nhất loạt bỏ đi.
Ông nói, nếu anh đến chỗ tôi để học, thì phải học lại từ đầu. Điều kiện này rất lợi hại. Thầy nói gì, chỉ được phép nghe theo, chẳng thể biện bác. Nói trong quá khứ, con đã xem ở đâu đó, chẳng giống như thầy nói. Thầy bảo, tôi chẳng thừa nhận điều ấy, bỏ nó đi. Vì thế, ngay cả cơ hội nói năng cũng chẳng có, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Về sau, chúng tôi mới hiểu rõ ba điều kiện ấy, chẳng phải là thầy Lý độc đoán. Từ xưa đến nay, tổ sư Đại Đức truyền dạy học trò đều là ba điều kiện ấy. Chúng ta mới hiểu sư thừa là gì. Thầy đoạn tuyệt tất cả, hết thảy vọng tưởng, phân biệt, ý kiến của quý vị, khiến cho tâm địa quý vị thực sự khôi phục thanh tịnh, thì mới có thể tiếp nhận pháp môn quảng đại vi diệu rất sau này. Về sau, tôi biết pháp sư Diễn Bồi cũng được giáo dục như vậy. Lúc ngài làm chiểu sa di theo lão hòa thượng Đế Nhàn, lão hòa thượng Đế Nhàn cũng đặt ra ba điều kiện ấy. Hiện thời các đồng tu trong Phật môn chúng ta, rất nhiều đồng tu xuất gia, quý vị nghĩ xem, họ làm sao có thể thành tựu cho được? Chẳng thể thành tựu. Vì sao? Xem kinh quá nhiều. Khi xem quá nhiều thì vọng niệm quá nhiều, phân biệt chấp trước cũng quá nhiều, chẳng có cách nào nói chuyện Phật Pháp với họ được. Kinh này nói như thế này, kinh kia nói như thế ấy, luôn đem các kinh ấy ra để tranh cãi, đầy một bụng Phật Pháp, nhưng trong tâm phiền não tầng tầng, vọng tưởng phân biệt chấp trước nhiều hơn bất cứ ai. Khi chưa học Phật còn ít, càng học vọng tưởng phân biệt chấp trước càng nhiều, làm sao có thể thành tựu cho được? Vì thế ba đại nguyên tắc trong Phật Pháp là giác chứ không mê, kẻ ấy là mê chứ chẳng giác, chánh chứ không tà, kẻ ấy là tà chẳng chánh, tịnh chứ chẳng nhiễm, kẻ ấy là nhiễm chứ chẳng tịnh. Do đó, sự tu học của người ấy là mê tà nhiễm, càng mê càng sâu, càng nhiễm càng sâu, lỗi lầm đặc biệt quá lớn. Ấn Quang Đại Sư nói, đối với việc học Phật là dựa vào tâm thành kính, chân thành cung kính. Có một phần chân thành cung kính được một phần lợi ích, có 10 phần chân thành cung kính sẽ được 10 phần lợi ích. Điều này không xa chút nào. Chúng ta cùng học một bộ kinh, cùng đọc một bộ kinh, có người học rất tốt, nhưng có người thành tích rất tệ. Thử tỉ mỉ quan sát xem nguyên nhân ở đâu. Người thành tích tốt là nhờ cung kính chân thành. Người thành tích không tốt là họ rất tùy tiện, thành kính của họ rất nhạt nhẽo. Thực sự có thể nhìn thấy được, chứng minh lời của Ấn Quang Đại Sư nói là không sai. Chúng ta có thể khẳng định học thuật của thế và xuất thế gian đều phải dựa vào hai chữ này. Nếu có 10 phần thành kính như vậy rất tốt, nhất định mỗi ngành đều suốt trạng nguyên, không có cái gì học không tốt. Người thiếu tâm thành kính, dù cho chư Phật Bồ Tát dạy hay thánh nhân dạy cũng không dạy được. Vì sao? Vì ta không thể tiếp thu. Thành kính có thể tiếp nhận, thật sự có thể hấp thụ, mới thật sự có thể đạt được dinh dưỡng phong phú của nó. Câu nói này của Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nên để lại cho chúng ta ấn tượng rất sâu sắc. Từ đó cho thấy học hành không phải ở chỗ thầy giáo. Mặc dù thầy giáo không tài giỏi, nhưng tự mình có tâm chân thành thì thành tựu chắc chắn vượt qua thầy. Toàn bộ là do cá nhân của mỗi người, đây là sự thật. Thầy giáo giỏi dạy một đời, nhưng người thật sự có thể nối nghiệp thầy giáo thì không được mấy người. Nguyên nhân gì? Chính là xem học trò có tinh thần kính trọng nghề này hay không. Người bây giờ gọi tinh thần kính trọng nghề nghiệp chính là thành kính mà Ấn Quang Đại Sư đã nói. Có hay không có 10 phần thành kính, nên Phật Bồ Tát ứng thân là tùy theo tâm của chúng sanh.
tự nhiên mà có ứng hóa bất đồng. Khai thị thứ tư. Ngay đời này, chúng ta có duyên gặp được không phải là ngẫu nhiên, không phải là việc trùng hợp. Kinh Phật nói, đó là thiện căn phước đức nhân duyên, từ vô lượng kiếp, đời này mới gặp được. Sau khi gặp, cả đời này chúng ta có thể thành tựu hay không? Kinh Phật cũng nói, người gặp được phân làm bốn loại, căn tánh không như nhau. Người thượng căn, nghe rồi liền tin tưởng, tin rồi liền phát nguyện, liền chăm chỉ nỗ lực tu học, y giáo phụng hành, một đời nhất định được sanh. Đó là người thượng thượng căn. Thứ kế một bậc, không thể tự động tự phát, rất dễ dàng lười biếng giải đãi, cần phải có người khích lệ, cần phải có thiện tri thức đề cử, thì họ sẽ làm được. Họ chỉ cần được người khích lệ, cũng có thể phấn chấn, đoạn ác tu thiện, niệm Phật cầu sanh, và có thể vãng sanh. Loại người thứ ba thì kém hơn một chút, phải có thiện tri thức, cần lao khẩn thiết, khuyên bảo hết lời, họ mới hồi đầu, tương đối không dễ. Cho nên, chúng sanh diêm phù đề, can cường khó độ, Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này, dù có khó, các ngài đều không sợ. Các ngài có trí huệ, có phương tiện khéo léo, hết lời khuyên can dạy bảo chúng ta. Thời gian lâu dần, chúng ta sống trong xã hội, bị nhiều thiệt thòi, gặp nhiều chướng ngại, lúc đó mới chịu quay đầu, cũng có thể thành tựu. Hàng thứ tư, tuy gặp được nhưng tri kiến bất chánh, chư Phật Bồ Tát đến khuyên bảo, họ cũng không thể quay đầu. Loại này chúng ta xem thấy rất nhiều trong Phật Pháp. Sau khi học được vài năm thì đi học ngoại đạo, Phật Bồ Tát đến giáo hóa, họ vẫn không thể quay đầu. Đó là do tập khí phiền não, nghiệp chướng của chính họ quá sâu nặng. Bên ngoài gặp phải ác duyên, trong ác duyên cũng không ngoài danh vọng lợi dưỡng. Bên ngoài bị mê hoặc của danh vọng lợi dưỡng, bên trong có tham sân si mạng, nội ngoại kết hợp, nên họ bỏ đạo mà đi, vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, Phật không bỏ rơi họ, Phật vẫn đợi họ quay đầu. Ngay đời này không thể quay đầu, thì chờ đời sau. Đời sau không quay đầu, thì đợi đời sau nữa. Thành thật mà nói, chúng ta không nên cười ngạo người khác. Như vậy, thì bản thân chúng ta chính là loại người đó. Không phải ngày nay chúng ta mới niệm Phật A-di-đà, không phải đời này mới tu tịnh độ, mà trong quá khứ, đời đời kiếp kiếp, không biết bao nhiêu lần chúng ta gặp được pháp môn này. Không phải người ta vừa bị mê hoặc mà họ đang từ từ tu tập. Hy vọng đời này thông minh hơn một chút, không còn chạy rong nữa. Điểm này trong giáo học của người xưa, các ngài khéo léo dùng phương thức ngăn ngừa rất chu đáo. Đó là sư thừa mà thế và suốt thế gian pháp chúng ta đã nói. Chúng ta lạy một người làm thầy, chúng ta theo một vị thầy học thì phải theo chắc vị thầy này. Ngoài thầy ra, người khác đến dạy cho ta, nếu ta nghe họ và đi theo họ thì không còn là học trò của thầy giáo này. Người thế gian gọi là khinh sư phản đạo. Cho nên, thời trước, thầy giáo kèm thúc học trò, trừ khi cùng học với một mình thầy ra, bất cứ thiện tri thức nào khác, giảng kinh nói pháp, đều không được nghe. Việc ngăn cấm này tốt, giúp cho học trò không đến nỗi vượt quy. Vì sao? Học trò khi mới học, trí huệ chưa khai mở, thế pháp Phật Pháp chưa phân biệt thứ nào thật, thứ nào giả, chưa phân biệt tà chánh, thiện ác phải quấy, thậm chí đến lợi hại. Người sơ học, không có trí huệ, không thể phân biệt, không cần nói chân vọng tà chánh.
nếu bạn không có năng lực phân biệt, thì lợi hại trước mắt, bạn cũng đều không thể phân biệt được rõ ràng. Cho nên, làm học trò có điều kiện để làm học trò, làm thầy giáo có bổn phận của thầy giáo. Điều kiện của học trò là nhất định phải phục tùng thầy giáo, tôn trọng sư đạo. Chúng ta theo một vị thầy giáo thì nhất định phải nghe lời dạy của thầy. Tôi ở vào thời đại mạt pháp, nói đến sư thừa, có lẽ tôi là người sau cùng. Từ tôi về sau, có thể không còn nữa. Cả đời này, tôi cầu học đều một thầy giáo chỉ dạy. Khi chưa học Phật pháp, tôi học triết học với một mình tiên sinh phương Đông Mỹ. Cho nên, thử học được rất thuần không tạp, có thể chuyên tâm, ít lâu sau liền nhận được hiệu quả. Chân thật gọi là làm chơi ăn thiệt. Tôi học Phật thân cận với đại sư Chương Gia, Ngài dạy tôi 3 năm. Cho nên trong quá trình cầu học của tôi, một chút khó khăn cũng không có, không phức tạp. Một thầy dạy một môn, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đại sư Chương Gia viên tịch 1 năm, tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo Ngài 10 năm. Ngài răn dạy tôi chỉ nghe một mình Ngài, tức là ngoài Ngài ra không được nghe bất cứ người nào nói pháp. Tôi tuân thủ. Nếu bạn thân cận một vị thầy giáo, khi người khác giảng kinh nói pháp hoặc người khác giảng khai thị cho bạn, khuyên dạy bạn, bạn phải đều nghe hết, thì tâm của bạn nhất định tán loạn, không ổn định. Tâm bạn liền bị biến đổi, bạn liền đi với người khác. Như vậy, nhân duyên thù thắng không gì bằng của chính bạn đã bị lỡ qua, bị vụt mất. Cho nên, không chỉ không được nghe người khác nói chuyện, mà sách chưa được sự đồng ý của thầy cũng không xem. Sau khi học Phật, tôi rất ít xem sách, bởi vì đều phải được sự đồng ý của thầy. Trước khi học Phật, trước khi tôi tiếp xúc Phật pháp, tôi ưa thích đọc sách nên thường đọc rất nhiều thứ. Nhưng sau khi học Phật, tôi liền vâng theo lời dạy của thầy. Không chỉ sách thế gian mà toàn bộ sách khác tôi đều không xem. Ngay đến kinh điển của Phật giáo tôi cũng lướt qua không nhiều. Tuy nhiên, khi người ta nhắc đến, tôi đều có thể hiểu. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh liền sanh trí huệ. Tôi được ân đức giáo huấn của thầy rất lớn. Tâm tôi mỗi niệm báo ân đối với thầy mạnh hơn nhiều lần so với người khác. Tôi cũng chân thật được lợi ích. Đó là do tôi thật biết nghe lời, chân thật hợp tác với thầy. Thầy toàn tâm toàn lực dạy chúng ta phải hợp tác với họ mới có thể đạt lợi ích chân thật của giáo học. Đạo lý này không thể không hiểu. Thành tựu của thế xuất thế gian pháp, có rất nhiều người thành tựu kiệt xuất. Bạn thử tự tìm hiểu, nhất định họ tuân thủ giáo huấn của thầy giáo mới được thành tựu. Thành tựu của họ mới được chắc thực, có gốc rễ bám sâu. Sau đó, cành lá mới xum xuê. Gốc của bạn bám không sâu thì làm sao được? Không luận thời đại thay đổi thế nào, tôi tin tưởng nguyên lý, nguyên tắc học tập vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thế nhưng, thời đại hiện tại không giống như thời xưa. Ngày xưa, vì chúng ta làm con cái, bị ràng buộc bởi cha mẹ, nhất định không dám phản kháng. Đi học ở trường học, nhận sự giáo huấn của thầy, cũng không dám phản kháng ý thầy. Từ nhỏ, đã tập thói quen giữ quy củ. Còn hiện nay, là dân chủ mở rộng, đề xướng tự do phóng túng. Cho nên, con cái không nghe lời cha mẹ, con cái ngày ngày xem truyền hình, chơi vi tính, biết quá nhiều thứ, rồi quay sang nói cha mẹ làm sai việc này, làm không đúng việc kia. Ở Đài Bắc, tôi gặp một thầy giáo trung học, cũng là người học Phật. Ông kể
con cái của ông, thượng hãy về nhà dạy ông. Chúng hiểu biết rất nhiều. Học trò không nghe lời thầy giáo dạy bảo thì xã hội làm sao có thể an định hòa bình? Loại thói quen này nếu tiếp tục phát triển thì xã hội tương lai là thế giới đại loạn. Khai thị thứ năm, dùng định huệ lực hàng phục ma oán. Hàng ma là tướng thứ năm trong tám tướng, dĩ định huệ lực hàng phục ma oán. Hai câu nói này vô cùng quan trọng, liên hệ đến cả đời tu học thành bại của chúng ta. Ma oán trong tất cả nghiệp chướng, hai loại lớn này rất phiền phức. Ma là giày vò nên gọi là ma vương. Vào thời xưa dịch kinh, ma là một sự giày vò. Dưới chữ ma có bộ thạch là sự giày vò. Đem bộ thạch bỏ đi, đổi thành bộ quỷ. Chữ này do Lương Võ Đế phát minh. Lương Võ Đế nói giày vò khổ quá, còn đáng sợ hơn quỷ, cho nên đổi thành quỷ. Đem bộ thạch đổi thành bộ quỷ, đó là ma quỷ. Oan là oan gia, nên gọi là báo oan đòi nợ trả nợ. Loại oan gia này gọi là oan gia trái chủ. Kinh Phật nói, mười thiện là bạn lành, mười ác là oan gia. Mười ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, theo dệt, tham sân si. Đó là oan gia của chúng ta. Khởi tâm động niệm của chúng ta nếu rơi vào trong 10 điều này thì oan gia hiện tiền, dạy chúng ta tạo nghiệp. Cho nên Phật giảng 10 thiện là bạn lành, bạn cũ thân thiết nhất. Chúng ta phải thân cận thiện hữu tri thức. Ý nghĩa trong đây rất nhiều. Oan gia không phải chỉ kết ở một đời một kiếp. Có oan gia nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta muốn tu hành, những người này liền đến gây phiền phức. Vì sao? Họ phải đến báo thù. Họ có một ý nguyện báo thù mãnh liệt, nên khiến chúng ta gặp phải chướng nạn nhất định, phá hoại chúng ta tu hành. Không nhất định dùng phương thức gì, chúng ta luôn luôn bị thiệt, bị lừa. Yêu ma quỷ quái trong xã hội ngày nay có thể nói quá nhiều. Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp chính là nói thời đại hiện tiền của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni giữ ngôn từ 3.000 năm trước, tà sư nói pháp như các sông Hằng, nơi nơi đều có, nói những lời gần giống như Phật pháp, nhưng không phải, luôn làm bạn sanh phiền não, không được thanh tịnh. Chúng ta làm thế nào phân biệt những ma oán? Lấy đề kinh này làm tiêu chuẩn. Đề kinh nêu tổng cương lĩnh tu học có 5 chữ: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta tiếp xúc tất cả người sự vật, cảm thấy tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, đó là chánh pháp. Ai nói tốt hơn? Nhưng nếu phá hoại tâm thanh tịnh của chúng ta, phá hoại tâm bình đẳng, làm cho chúng ta mê hoặc điên đảo, thì pháp này chắc chắn là tà pháp, không phải chánh pháp. Phật ở chỗ này nói, phải dùng lực định huệ hàng phục ma oán. Bạn có sức định. Sức định chính là chính mình có chủ thể, không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động. Sức huệ chính là bạn thấy rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Bạn có năng lực phân biệt tà chánh thiện ác. Do đó, bạn ở cảnh giới bên ngoài mới không bị mê hoặc. Cảnh giới hiện tiền, chính mình như bất động mới có thể hàng phục ma oán. Trên đạo Bồ Đề, ma chướng oan gia trái chủ quá đông. Bạn không có định huệ, làm sao ngay một đời này thành tựu? Chính tôi mỗi niệm cảm kích sự giáo huấn của thầy. Không nhờ thầy giáo, chúng ta là phàm phu, làm sao thành tựu? Cái thiện mà thầy giáo dạy, chúng ta có thể tuân thủ. Dù thầy giáo có khiêm tốn, không dám tự xưng mình là thầy, nhưng chúng ta làm học trò thì phải tôn trọng. Lão sư Lý lần đầu gặp tôi, ông liền nói, năng lực của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm,
lời nói rất khách sáo. Mục đích của ông là hy vọng tôi cố gắng nghe ông dạy bảo 5 năm. 5 năm không rời khỏi ông, 5 năm tuân thủ quy củ của ông, nghe một mình ông giảng kinh nói pháp, một môn thâm nhập. Cái gốc này sau, cái được chính là định huệ. Sau đó, đối với tất cả người sự vật thay đổi, tôi quan sát đích thực là khác đi với trước. 3 tháng là đã thấy hiệu quả, chính mình liền thể hội được. Ban đầu, lão sư dặn bảo, chúng tôi cũng có chút miễn cưỡng, cảm thấy thái độ này của thầy giáo dường như quá ngạo mạn, quá tự đại. Gần như thế gian này chỉ có mình ông, người khác đều không thể so sánh. Chúng ta không có trí huệ nên không hài lòng. Cha mẹ ở nhà còn không về chúng ta, chỉ được nghe một mình họ. Ngoài ra không được nghe bất cứ người nào. Tất cả văn tự không được sự đồng ý của thầy cũng không được xem. Lại còn một việc nữa, những gì đã học từ trước ông thầy đều không thừa nhận, một mực bài trừ. Ông bắt phải học lại với ông từ đầu, không còn lời gì để nói. Chúng tôi cũng xem như vẫn còn một chút thiện căn phước đức, đành thật chịu nghe lời, thật chịu tiếp nhận y giáo phụng hành. Thế nhưng cứ như vậy mà làm qua 3 tháng, chính mình liền phát hiện thật có chỗ tốt, đó là tâm thanh tịnh. 3 tháng không đi lại khắp nơi nghe, bất cứ người nào nói chuyện đều không được nghe, bịt tai lại. Giáo trình lão sư chỉ định rất có hạn, ngoài số đó ra thứ khác không được xem. Đoán biết cái nhìn của bạn, tất cả pháp không thấy không nghe, dần dần tâm liền định. Phương pháp này dạy chúng ta tu thiền định, định có thể khai huệ. Chỉ 3 tháng sau, nghe người khác nói chuyện, nhìn thấy mọi việc, chính mình cảm thấy thông minh hơn trước nhiều. Từ trước nghe nói không hiểu ý nghĩa, hiện tại thì hiểu được, liền có năng lực đoán ý qua lời nói. Sau 6 tháng thì rất rõ ràng. Cho nên tôi bội phục tận đáy lòng đối với lão sư, mới biết được phương pháp của lão sư rất cao minh, chưa từng được thấy qua, cũng chưa từng nghe nói, nên không biết phương pháp này tuyệt diệu như vậy. Sau 5 năm, tôi liền nói với thầy, còn xin giữ thêm 5 năm nữa. Lão sư yêu cầu tôi 5 năm, tôi tuân thủ quy củ của ông 10 năm. Sau 10 năm, tôi giảng kinh mới thành thạo, tất cả đều trôi chảy. Gốc đã được cắm sâu như vậy, không giữ quy củ, tự cho mình thông minh, thì nhất định thất bại. Đồng học thất bại rất nhiều, học trò lão sư dạy có đến vài trăm người. Chân thật có được chút thành tựu, nhưng hiện tại chỉ có 3 người. Vậy làm thế nào được thành tựu? Giữ quy củ, nghe lời, thành thật, bạn mới có thể thành tựu. Phạm tự cho mình là đúng, sau cùng đều thất bại. Cũng giảng kinh, nhưng giảng mấy năm không tiến bộ, không dẫn khởi hứng thú của thính chúng. Thính chúng ngày càng ít thì duyên không còn nữa, chính mình cũng không giảng nữa. Khi tôi đến Đại Trung, nhiều đồng tu của chúng ta như vậy, mỗi mỗi đều giảng không tệ. Nhưng vì sao hiện tại một người giảng kinh cũng không có? Họ mời tôi ăn cơm, bạn học cũ còn khoảng 5-6 người đều không giảng. Cho nên nếu không thể vâng giữ lời giáo huấn của lão sư, bạn không có sức định, không có hàng tâm, không có lòng nhẫn nại, thì bạn làm sao có thành tựu? Đó là đại sự nghiệp, chưa kiến tánh, chẳng thể rời khỏi thầy. Rời thầy sẽ có vấn đề liền, quý vị sẽ bị ô nhiễm, biến thành tà ti tà kiến, bị đọa lạc. Do đó thầy có ý tốt chẳng cho quý vị đi ra ngoài, phải ở quanh thầy. Ai mới có cơ hội khai ngộ? Người thật thà theo chắc thầy, thầy chẳng hại ta. Kẻ tự cậy mình thông minh, không nghe lời, cảm thấy vị thầy này khá lắm,
nhưng còn có vị thầy khác cao minh hơn, mà thầy chẳng chấp thuận cho tối học. Ở bên kia, người ta học rộng nghe nhiều, có đấy. Từ nay trong ngoài nước đều có loại người này. Hắn rời khỏi vị thầy này, lại đi tìm vị thầy khác. Xong rồi, đời này xong luôn rồi. Thiện tri thức quả thật khó cầu, trong thời đại hiện tại này chẳng có, tìm không được. Chỉ có một phương pháp là tìm cổ nhân. Cổ nhân đáng tin cậy, cổ nhân là kinh giáo. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, bèn kiếm Thanh Lương Đại Sư, kiếm Lý Trưởng Giả. Các ngài đã chú giải kinh Hoa Nghiêm tỉ mỉ. Chúng ta đọc kinh chẳng hiểu, xem chú giải là nghe các ngài chỉ dạy. Đọc một lần không hiểu, xem 10 lần, 10 lần không hiểu, xem 100 lần. Nếu quý vị có thể đọc kinh Hoa Nghiêm sửa sao 100 lần, có thể khai ngộ hay chăng? Hết sức có thể. 100 lần, tâm quý vị định rồi. Do vậy, trước hết đắc tam muội, đạt được tâm thanh định. Đọc đến mức tập khí phiền não, tập khí tri kiến hãy đều mất sạch, tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Trí huệ là có thể khai ngộ. Chuyện này là thật, chẳng gạt người đâu nhé. Khai thị thứ 6. Thời gian 10 năm không dài, chỉ cần thực sự bỏ 10 năm công phu. Cổ nhân nói rất hay: thập tải hàng sông, nhất cử thành danh. Nghĩa là 10 năm quạnh quẻ miệt mài, một mai thi đậu, công danh rõ ràng. Trong Phật Pháp, Ngẫu Ích Đại Sư đã nêu gương cho chúng ta. Ngẫu Ích Đại Sư ngưỡng mộ Ngài Liên Trì, học theo Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh, chẳng còn tại thế. Nhưng trước tác của Liên Trì Đại Sư còn đó, học trò của Ngài là thành thời tu chỉnh, khắc ván lưu thông. Ngẫu Ích Đại Sư có được những bộ sách của Liên Trì Đại Sư, bèn nghiêm túc học tập. Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Tông, Ngẫu Ích trở thành tổ sư đời thứ 9. Vì thế, có thầy và có hoàn cảnh học tập là đại phước báo. Điều ấy có thể gặp, chứ chẳng thể cầu. Không có hoàn cảnh ấy, vẫn có thể học thành công. Đó là Mạnh Tử và Ngẫu Ích Đại Sư. Trong hiện tại, chúng ta vừa phát hiện một người. Tại miền Đông Bắc Trung Quốc, có cư sĩ Lưu Tố Vân dùng thời gian 10 năm để học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, học thành công. Hiện thời, bà ta giảng kinh Vô Lượng Thọ không cần dùng kinh bổn, giảng chỗ nào cũng thấm đẫm đạo lý, pháp duyên thù thắng, đến nơi nào cũng được người ta hoan nghênh. 10 năm, một quyển sách, bà ta học như thế nào? Bà ta có một bộ đĩa CD. Hồi ấy, bà ta đã 55 tuổi. 55 tuổi mới bắt đầu. Khi đó, bà có được một bộ đĩa CD kinh Vô Lượng Thọ 60 giờ. Chúng tôi không biết bà ta. Tới năm nay, tôi mới gặp được bà ta. Bà ta đã thành công. 10 năm bèn thành công. Bà ta kể, mỗi ngày nghe một đĩa CD, tức là 1 giờ. Đối với 1 giờ giảng, bà ta nghe 10 lần. Vì bà ta nghe tôi giảng kinh, có nói một câu như sau: thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Bà ta ghi nhớ câu ấy, thật sự làm theo. Thâm nhập một môn, tức là nghe một bộ kinh đến cùng, chẳng có ý niệm thứ hai. Mỗi ngày nghe 10 lần 1 giờ giảng. Ngày hôm sau, đổi sang đĩa kế tiếp, cũng nghe 10 lần. Nghe 60 ngày mới xong. Ngày thứ 61, quay lại nghe từ đầu. Nghe như vậy 10 năm. Không chỉ toàn bộ kinh điển đều thuộc, mà mỗi chữ tôi nói, bà ta đều nhớ nằm lòng. Một kinh thông, hết thảy các kinh thông. Hiện thời, bất cứ kinh giáo đại thừa nào đưa đến trước mặt, bà ta chẳng bị mảy may chướng ngại. Đây là một tấm gương rất tốt. Năm nay, bà đã 65 tuổi, 10 năm thành công rồi. Tôi giảng kinh,
thường nhắc tới bà ta. Bà ta đã nổi tiếng tại đại lục, khắp nơi mời bà ta giảng kinh. Đó là một nhân vật giống như Mạnh Tử và Ngẫu Ích Đại Sư. Có người hỏi bà ta học như thế nào mà thành công. Bà ta bảo bí quyết gồm 6 chữ. Thứ nhất là lão thật, thứ hai là nghe lời, thứ ba là chân thật làm. Tham nhập một môn, quần tụ lâu dài, bà ta thật sự làm, 10 năm bèn thành công. Chúng ta thử nghĩ xem, chẳng phải là chúng ta không thể thành tựu mà vì đã lãng phí thời gian. Người ta 10 năm dốc sức một bộ kinh, còn chúng ta suốt ngày, từ sáng đến tối, suy nghĩ loạn xạ trong 10 năm, uổng phí 10 năm. Pháp duyên thù thắng chưa phải là chuyện tốt, khiến cho quý vị suốt ngày, từ sáng đến tối đi khắp nơi, tâm bị rối nháo nhào, thời gian cũng rối beng, chẳng thể thành tựu. Người thành tựu an định một chỗ, như bất động. Vì thế, các đồng học trẻ tuổi phải hiểu rõ đạo lý này. Ai thành tựu quý vị? Chính mình thành tựu chính mình. Từ nay, trong nước ngoài nước, hễ là người có thành tựu, tuyệt đối chẳng phải do được thầy ở bên cạnh thường xuyên chỉ điểm, không có, đều do chính mình thành tựu. Nắm vững những nguyên tắc và nguyên lý do thầy chỉ dạy, thật sự phát tâm dõng mãnh, tâm tinh tấn, giữ chí thường hằng, không ai chẳng thành tựu. Cư sĩ Lưu Tố Vân là một tấm gương tốt vô cùng. Người ta 55 tuổi mới tiếp xúc, còn các vị chưa tới 50 tuổi phải học theo bà ta 10 năm trở thành đại pháp sư. Nếu bà ta xuống tóc xuất gia, lên tòa giảng kinh bèn là đại sư.